nên bào nền. Rồi có vàng nào mà dày á thì mình làm, còn mỏng như thế này á, thì theo Lan nghĩ đối với sản phẩm này thì mình cũng không không nhất thiết phải bào nền đó, làm như thế này là đã đẹp lắm rồi, lấp lánh lắm rồi đó. Thì đây cũng một sản phẩm đơn giản thôi, chủ đề là mình đồ nét lại ha, nét con rồng rất là đẹp luôn đó, so với cái bản cũ. Cái bản cũ của nó là quá xấu đó, xấu chịu nổi luôn á. Thì Lan đồ lại ha, đồ lại theo ý tưởng của mình nha, chứ nó không có nét gì hết đó. Thì mình vẽ, mình đồ trực tiếp luôn, khắc trực tiếp luôn đó, khắc trực tiếp luôn. Che lại như thế này nó rõ hơn đó, đẹp không? Thì chắc chắn cái anh chủ nhân của cái nhẫn này sẽ rất là thích đây. Tại vì giữa con nhẫn mà anh ta đưa cho mình đó với con này là hai con hoàn toàn khác nhau đó. Thì chủ đề vàng bạc thì như thế nào, thế nào thì mình cũng phải tôn trọng cái vàng cái bạc mà đã làm lên thì nó phải lấp lánh, phải lấp lánh, phải đẹp. Cái sự mờ nét của vàng bạc sẽ làm cho nó mất giá trị, mặc dù là nó là một cái đồ cực kỳ giá trị, nhưng mà không được trau chuốt thì nó chỉ cũng chỉ là một cái sản phẩm lỗi ha. Mặc dù cân ký thì vẫn có giá đó, nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì không được xuất sắc lắm. Thì như cái sản phẩm Alan khác đây thì anh em có thể thấy nó có giá trị hơn rất nhiều. Hãy liên hệ Alan nhé. Xin chào tạm biệt và cảm ơn mọi người đã theo dõi trang của Alan Merit nhé. Xin chào mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc.